4 năm Tổng thống Trump kéo các công ty Mỹ khỏi Trung Quốc. Khi ông Trump đắc cử năm 2016, gần 100% đồ nội thất khách sạn của M Group đều được sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng sau 4 năm chỉ còn một nửa. Sau 4 năm chịu tác động của thuế chống bán phá giá, các mức thuế quan và căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời chính quyền Donald Trump, khoảng 50% dây chuyền sản xuất của tập đoàn Mỹ M Group được phân bố rải rác ở các nước Đông Nam Á và Đông Âu, thay vì tập trung toàn bộ ở Trung Quốc. S. David Murray, chủ tịch tập đoàn M Group của Mỹ cho biết, chúng tôi cuối cùng cũng đưa ra một giải pháp nhờ lịch trình bay dày đặc của mình. Tôi và con trai cả của mình đã bay gần như khắp thế giới để tìm kiếm nguồn tài nguyên. Đầu tiên, Tổng thống Trump áp thuế chống bán phá giá 341% đối với đá mặt bếp cảm thạch do Trung Quốc sản xuất. Sau đó là hàng loạt thuế đối với tủ gỗ, kệ phòng tắm, tủ bếp và vách đầu giường. Tất cả sản phẩm này đều hứng đòn từ các biện pháp chống bán phá giá, bởi môi trường chính trị ở Mỹ hiện giờ hoàn toàn thuận lợi cho điều đó. Doanh nhân này cho biết ông muốn duy trì sản xuất ở Trung Quốc bởi không có nơi nào khác có thể cạnh tranh được về giá thành, tốc độ, quy mô và chất lượng sản xuất. Nhưng nếu chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung tiếp tục sau bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11, ông có thể phải rời công xưởng của thế giới, dù nhiều khả năng sẽ không đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ. Trong đó, Larry Sloven, người từng dành nhiều năm lên kế hoạch chuyển công ty sản xuất bóng đèn LED Capstone International từ Trung Quốc sang Thái Lan, cho hay rằng nếu không vì các đòn áp thuế, tôi giờ chắc vẫn ở Trung Quốc. Dây chuyền sản xuất đã được di dời ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đó không phải con đường dễ dàng và thách thức lớn nhất là chuỗi cung ứng. Tất cả linh kiện như pin, chip, điện trở, dây cáp đều được sản xuất ở Trung Quốc. Giá thành đã cao hơn ở Thái Lan và giờ chúng tôi còn phải vận chuyển các kiện hàng tới Mỹ. Ông Sloven cũng nói thêm rằng các công ty không rời đi sẽ bị mắc kẹt ở Trung Quốc. Bởi dù ai trở thành Tổng thống Mỹ sắp tới, các đòn áp thuế sẽ không được dỡ bỏ. Ông nhấn mạnh Tổng thống Trump đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Ông ấy đã thay đổi toàn bộ ngành sản xuất. Bên cạnh áp lực từ ông Trump, nhiều doanh nghiệp Mỹ cho biết quyết định di dời dây chuyền sản xuất của họ, đôi khi còn phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ. Khảo sát của ông ty nghiên cứu Pew hồi tháng 9 chỉ ra rằng 78% người Mỹ giờ không có thiện cảm với Trung Quốc, mức cao nhất trong 15 năm qua. Houston Shah, chủ tịch công ty tìm kiếm nguồn cung ứng MESINC, cho hay ngoài các sản phẩm điện và điện tử, khách hàng giờ có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm sản xuất ngoài Trung Quốc. Năm ngoái họ lo lắng về thuế quan, nhưng giờ họ lo ngại khả năng xung đột quân sự và mối quan hệ xấu đi nhanh chóng giữa hai nước. Một năm trước, Kent International là một trong nhiều công ty cân nhắc rời Trung Quốc. Công ty sản xuất xe đạp, chủ yếu bán ở các hàng bán lẻ Mỹ như Walmart, đã bị tổn hại nhiều do thuế quan vì căng thẳng thương mại và đối tác sản xuất Trung Quốc của họ đã đầu tư 10 triệu Mỹ Kim vào một địa điểm sản xuất lớn ở Campuchia. Theo CEO Arnold Kamler, kế hoạch di dời tới Campuchia thất bại, nhưng công ty đã được quăng phao cứu sinh ngay trước khi đại dịch xảy ra, với nhiều sản phẩm của họ được miễn thuế. Đối tác của Kent International là Sennheiser-General-Spark, doanh nghiệp gia đình do Chile quản lý. Chile cho biết ông đã từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy ở Campuchia để chuyển sang một nhà máy khác ở Malaysia. Nhà máy này có khả năng sản xuất 600.000 xe đạp mỗi năm và có chính sách bảo hiểm để tránh ảnh hưởng của các loại thuế quan tương lai.